30 cùng học. Thằng nói bạn đó không hiểu muốn mua cái gì à? Thiên tiếng Việt mà nói đi. Cái này bao nhiêu ta? 30 đồng. 30 tệ. Không dây không? Ừ, dây rồi, không không đi. Dây đổi, không đi rồi đã hả? À, cái này là chuột. À, chiều nhóc nó chơi là chơi cái này nè. Ừ, cái này viên một. Nó bán hộp bao nhiêu? 30 tệ. 30 tệ. Còn cái này là pháo nổ sao ta? To, super, hơi lớn. Dám chờ không? Chơi đã đi, nghe chỗ đã. Cái này là nguyên dây à? Hay là từng viên? Cái này là pháo dây. Mấy đồng? Không biết. Nếu biết ngon là gì? Thì mua rồi em hút một hộp chơi đi. Hút một hộp. Một hộp là 30 tệ. Ờ. Một hộp ấy. Hộp nào? Một hộp to to vậy, quăng cho nó nổ, cho nó đá. Đây hả? Có nhiều loại mà. Đi chơi vào, đi chơi vào. Bye bye. Hộp. Có cái loại pháo dây không? Một dây chuỗi nổ to 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 to. Có loại khác nè, nhiều loại quá trời. Giờ muốn nào chứ? Xíu hết rồi, muốn ăn gấp giờ đi. Hả? Hộp này là 30 nè. Vì mua hai hộp này đi ha. Cái này là sao ta? 20 viên hả? Cái này là... Cái này có tập đi. Cái này đốt sao ta? Thì đốt ngay cái ngòi đó thôi rồi bắn thôi. Rồi đốt sao thôi? Đốt ngay cái ngòi đó rồi bắn thôi. Sao sao chưa? Đốt ngay cái ngòi diêm này này, ngòi diêm rồi bắn thôi. Các thanh niên chưa bao giờ chơi pháo. Để lấy cái nào? Hộp này với hộp này ha. Hay là hộp này, hộp này. Không có cái dây mình nguyên dây mình đốt tại cái đó lẹo quá. 25 tệ. À, đó là dây đốt à. Dây nó nổ à, quất luôn một cái đây với một hộp kia đây. Cái này hả? Phải này nổ ta ta không? Hay là hộp nhỏ. Hôm này à, chắc cái đó à. Hộp này nhiêu? Hộp này 30. Thì làm hai hộp đi. À, 30 với cái này để hai hộp. Rồi, ok. Nhỏ không mất học có 10 thì để dành gì dữ vậy thôi bình thường đâu có sao đâu, tại vì mỗi lần mà nếu mà xài không được, ví dụ như mà muốn qua nước Trung Quốc mà xài phải đăng ký ở Việt Nam nó mới cho xài. Ô, mình còn cái ống què không? Chứ đâu phải tự nhiên nó chừng cây túi quá sao càng quẩn chơi gì. Ờ, cái này đốt nổ sao ta? Em cũng không biết vì em chưa chơi qua, nhưng mà anh này đốt bên này thôi, không mang sang Việt Nam được. Biết rồi, biết rồi. Mình đốt mà. Có pháo bông không? Pháo bông không? Bông á. Pháo nổ lên á. À, nổ lên á. Nổ lên nó mới đẹp. Cái đó bao nhiêu một hộp? Cái này nổ lên. À. Như ông này có video cho xem đấy. Coi thử ha. Cái hộp đó bao nhiêu? Tôi sẽ. Cái này nó nổ bông bông bông. Cái này là 100, cái này là 80. Nổ lên thì phí nó hơi cao. Cái này thì nó nổ bùm bùm bùm. Nổ bùm bùm thôi. Còn cái này nó cũng nổ bùm bùm mà đúng không? Thì thay mày lấy nổ lên chứ là bỏ này lại. Cái này nổ tạt theo dây thôi. Nổ dây. Hai cái này không như nhau thôi, đâu cần phải mua hai cái. Mình lấy cái nổ lên cho đẹp. Cái nổ lên. Quay video call là nhìn nó cũng đẹp chứ, cái này quay video call nó có thấy gì đâu. Lấy cái này, hai cái này. Cái này ngoài lửa nha.
đi đó đi okay. Đi bắt vợ anh vậy bắt vợ 100 đồng rồi cái này là 30 thêm 10 đồng vì vừa lấy cái bắn lên trời bắn lên trời bắn lên trời cái này bù thêm 10 đồng nữa tôi mấy đứa em mới chơi này lấy cái kia hả lấy cái 80 hả 10 với cái này 80 là 100 cái khác nhau vậy cái gì anh bắn lên trời nó chỉ to hơn thôi nó nhiều cái hơn thôi lấy cái 80 để lại cái này thì mình đang thiếu vừa lấy ai đưa 100 anh nghĩ rồi đây anh thói tiền rồi đây cái xài thao cái đi bạc chưa xài cái đi nhưng mà gọi là cái này thì lấy cái hộp đó tham quan được ạ thấp với nhau là khi vượt khi khi đó xin cho sao anh đổi cái này đúng không đổi cái này lại hôm nay mình sẽ đốt pháo cho các bạn coi không vé về tuổi thơ của các bạn 25 tệ cho 12 con ngừ để quay về tuổi thơ. Sau đây chú sẽ đốt pháo rồi. Lúc mà pháo nổ cái con sẽ nhào vô và lụm những viên pháo chưa nổ. Ok. Nhào vô đánh thì đánh chú à. Không nhét vô đánh chú. Không nhét vô đánh chú. Ủa mà mình đốt cái này trước hả? À đốt cái đó trước đi. Ok. Cái này là phải treo lên chứ. Cái này là phải có một thằng như lò xo treo lên cổ. Wow. À được. Thôi bây giờ kiếm cái gì treo lên mà không có thì để chú treo lên cổ chú. Được chú ơi, im. Rớt rồi, cái ngồi về kia kìa. Không phải đâu, phải lột cái bịch ra chứ mày. Không phải đâu, vậy đó. Đốt mà. Nó đốt mà. Đây. Không. Anh thử đốt đi, đừng có lột bịch nha. Thử đốt nó đi một giây đó. Tào lao, phải tháo cái bịch ra. Mày khùng quá, có lột đâu khùng. Anh tháo bịch ra dễ cháy á. Nó thấm nước mưa dễ cháy á. Khùng quá, quăng xuống dưới đây nhúng nước cho nó dễ bắt lửa. Đây này mấy bạn không có biết cái gì về điện ở này người ta phải như thế này nó mới hợp lý chứ hả đúng rồi tháo rồi những thanh niên từ chụp hình cái đã chứ nó tuột ra nó chỉ cột bằng cọng chỉ ở giữa thôi ê cầm lên tiêu nó dễ gớt nha lắm á nha một thằng xé ơi nhăn xé nhăn xé gì dương xé dương ê tại xé bên ủa? Dương kìa xé từ trên nữa có cái nào treo không treo cổ mày đi Dương cầm đó cầm tay hả mẹ xe ở giữa này nó rách nó rớt ra bây giờ từ phải có chỗ nào treo chứ nhờ văn minh nào đang quay clip đó treo luôn cái cọng đó các bạn đâu thằng lò xo cao nè lò xo cầm giơ tay là được tao ly chim tao báo công an nữa nếu mà qua bên kia xong đốt thì ở tù nhưng mà bên đây xong thì đốt thì được anh gọi điện cho mấy công an bên đó kêu tao đốt pháo nè dài vậy dài dữ ta đậy đất hả đậy đất đi dài kiểu dễ sao đốt cái này phải treo cái máy lên cây người ta la đó không có treo được thì bây giờ cột vô quần anh vô cột vòng tròn xong mà cho nó dài ra đất xong mình đốt thằng nào cột vô chân nó cho dài vòng tròn chứ mày đúng Dương hay là móc lên cái cổng kia thôi cái cổng người ta lỡ có gì sao mày bà đốt pháo là chúc mừng năm mới đây mà mấy chú khó này đó cái căng dây dễ lột. Xuống thả xuống kêu đó. Kêu căng căng nó thả luôn. Căng cái dây ra cầm cái này căng ra tay. Từ ai ấy có nó tuột ra, hiểu không? Cầm căng ra cho này, nó lột. Nó như này là nó không có cháy được rồi này. Rồi. Căng thẳng nó cho nó đều vậy nó mới cháy được. Thôi cầm cái đầu đó căng thẳng ra như căng kéo ra cái căng dây ra. Rồi đúng rồi. Đừng cho nó ấy nó lắc như gì là nó rớt ra này. Rồi rồi, tao bợ cho. Rồi đó. Ok. Rồi là sao bợ ở dưới. Đó bợ chỗ. À. Rồi cái chỗ cái coi mấy cái khúc này là nó bị hư rồi này. Nhưng mà nó có tim giữa không sao đâu. Tụi lao cái tim giữa nó đang cầm vô đây này hiểu không? Nó cháy này, còn nó quay như này, nó quay ra gì là nó rớt nè, không cháy nè. Hồi mình chơi pháo lẻ. Đầu tiên là đốt demo mấy viên pháo lẻ chứ. Thử ai. Đưa quậy đây. Để kéo dài ra đây. Đây này, để lên đây. Đưa quậy đưa pháo lẻ thử coi. Đốt rồi để vô cái mai để giờ lùm lên chơi pháo lẻ để giờ đây không cháy vậy nguy hiểm quá thôi tôi chạy đây điếc tai quá đi cô tài rồi quá đi cô tài vô được chưa ở đây hả từ bình tĩnh làm chết nữa ngược lại là ngược lại chứ cái gì đấy đổ ra đổ má ê
Đúng vậy phải thôi. Chạy như một con khỉ. Lụm lụm mấy viên bá lẻ lên chút chơi nữa. Đừng đốt, đừng đốt cái đó. Bây giờ cái này là cái đầu cái đít. Đó, rồi, đó, đó. Cái tim này, cái này đốt đây là cái cây rồi. Đốt cái này là cái cây này rồi. Đúng rồi, đốt rồi kia. Rồi, đốt đi, đốt đi, đốt đi. Treo lên cây này, treo lên cây này. Treo lên cây này. Số 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 cao 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 lượm lượm lên, lượm lên chút chơi phá lẻ. Không được treo cây đâu. Treo đi. Má cái thằng này. Treo lên cây đi chưa? Treo lên cây đi. Treo lên cây. Để đây đi, để đây đi, thì đại đi đốt cho. Rớt xuống dưới. Không rớt đâu. Rớt xuống kia chai ở phía mắt. Rồi 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 đốt đi, đốt đi. Nè đốt rồi nè. Từ từ, từ từ, từ từ, để cho nó quằn. Đây, đó là đốt từ đây đúng không? Từ đâu? Từ đây chứ đâu từ nữa. Từ từ, lặt cho nó ấy lại. Đâu, má mày lôi dưới nước, nó ấy mất. Lụm lụm mấy cái viên lẻ lên. Đâu đâu? Bỏ vô, bỏ vô cho nó lỗ luôn. Chưa chưa, bỏ chạy ra, đốt lụm lụm. Nó nổ ghét mặt luôn á. Rồi, vô, vô, vô. Đốt, 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 đốt. Đốt, 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 đốt. Anh chơi vô 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 bỏ nhá. Sai á. Thùng giá, thùng giá bỏ chạy. Đây này. Rồi đốt bay đốt. Tài bỏ cái áo ra Tài ơi. Đưa cái áo chạy té cái này. Trời nó đã luôn. Qua qua quét rác phải không? À, đã đi trời. Đi tay hết rồi. Còn mấy trái nhỏ này. Không thì cứ chọi tao. Đứng tim đó. Nè nào đốt rồi nè. Thôi được cái chơi đốt viên. Ai đốt xong quét rác bỏ, nha. Bỏ cái lấy đi. Lấy mấy viên nhỏ nè. Bỏ nó đốt lớn ghê trời. Này là gì? Cái đó là pháo bông. Ê còn mấy viên dưới chân nè. Ủa, đốt pháo bông đi, đốt pháo bông đi. Đứa nào chạy vô mượn cái ấy ai. Mượn cái gì? Mượn cái chợ á. Đó, đốt xong lại đó, xong rồi nó mượn sao. Từ từ nha, nổ đốt hả? Nhìn đốt này, cái gì? Đâu có đốt đâu. Còn cái này sao, cái này? Ồ, nó nổ điếc tai luôn á. Trời ơi, nãy tao đi cái viên đầu tiên nó nổ tao hết hồn, tao điếc con tai luôn á. Vì mình mua cái loại super thì nó nổ làm sao trời. Nó lẹ quá mày. Đó, cái này lẹ dữ luôn á. Khui, 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 khui. Khui ra mới biết là nó như thế nào chứ. Đù. Má vô, ấy à sai mẹ rồi. Sao sai? Từng cây hả? Từng cây, từng cây. Cứ cây cầm vậy? Một cây ra rồi chỉ lên trời. Gỡ nguyên cái hộp ra coi. Đây 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 đang gỡ đây. Còn cái này giống pháo bông nè. Pháo bông đó. Pháo bông người ta ngược hả? Nãy chị quay bằng gì vậy? Ngu quá lấy từng cây ra mà đặt được cái gì? Đây lật lên coi thử đi. Cái này nhìn chưa ngược rồi. Không có đốt từng cây đâu. Nãy tao thấy nó phóng một người á. Phóng được một lần được. Lần sao mà đốt được. Hình như là ấy á mày ơi, cái này là đít cho sao á. Có cái này có hướng dẫn sử dụng gì không ta? Cái nó có cái có đọc hướng dẫn sử dụng này. Có cái lồi ra nè. À, đây đây tim này, tim này, tim này. Ê, đốt nguyên một nồi đốt. Đốt cái tim bên hông là được. Đây này cái tim này ba. Đốt cái tim bên hông là được, bỏ lại. Quay ngược đầu rồi, quay lại. Đây nó cả dây này, nó từng mày tách dây rồi. Chó ngu. Ốc chó. Rồi đúng rồi. Má ngu quá. Quay đây. Đốt nguyên cái đó. Thôi tao biết tay lắm Tài, tao tha cho tao đi Tài. Thôi Tài, tao thôi Tài. Đó, mày băng vô. Ê! Nó đang phóng không ạ? Không, chơi đó, không chơi đó. Quay cái đầu đó lên. Ngược lại, coi. Quay cái đầu kia lên. Quay cái đầu kia lên, nó mới bắn lên trên. Cái này là thuốc pháo nó ở dưới. Đó. Lấy rồi đó. Ê! Thôi Tài! Trời ơi. Mày sợ rồi, thôi đây. Để nó làm cho xong cái đó đi mày. Rồi. Quay cái đầu kia lên. Ê, để cho nó gớt, khủng lắm á. Để dưới đây, để chỗ đó luôn đây. Để cho nó quét. Ngược lại.
À, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, ngược rồi đúng không? Ngược hay đúng vậy? Chữ đâu? Từ từ. Đừng có chơi nữa, tao giật mình. Thôi, giật mình sợ quá. Rồi, đúng hướng rồi, đúng hướng rồi. Đúng rồi Dương ơi, đúng rồi. Đúng rồi Dương. Con cái tim mày á. Cái tim là được rồi. Rồi rồi rồi. Hậu hai nha. Đánh sao lên nha. Cười. Sợ quá vậy. Tao nghĩ ngược thì cười đã luôn á. Đẹp quá. Giờ mới biết pháo hoa nó bắn như sao à. Tao tính là nó bắn từ cây ra vậy đó. Đây. Chạy vậy ha. Đúng. Ủa sao nó lại có lòi ra mấy cái tim này ta? Cái này cái đứa khác đốt trước. Không, cái này cái khác. Cái này là cái loại pháo mà nó bay á. Đấy, thêm vãi. Giờ bị quét hả? Má, đã thì trời. Có chỗ. Ở đây người ta chuẩn bị sẵn cho mình. Đây. Cực cơ mới lấy giờ thằng gà đó. Ôi vậy hả? Đâu rồi? Đây. Chuẩn bị kỹ quá ha. Đây bây giờ là tới đoạn mà trừ số 1. Tuổi thơ đây này, đi. Đây là tuổi thơ nè. Đây nè. Là sao chơi lớn rồi sao? Chọi chọi xuống nước sao? Tháo này tuổi thơ là đó. Đốt xong chọi xuống nước. Quay đi. Tại đốt trong chọn nước. Thôi nó chửi chết luôn á, mà bây giờ nó giận luôn á. Em phản. Vâng làm cái đùng cái là nó từ mặt luôn. Em có quay được cái pháo chị. Cái pháo đó là 80 đồng. 80 đồng là cái pháo bom á. Ờ, không này 80 đồng không, 80 đồng còn cái pháo nổ là 25 đồng. Còn cái hộp là tiền viên thì 30 đồng nhưng mà cái đó cho nổ lớn lắm. Nó kêu là super mà nó kêu chị super. Cái đó là pháo chung á, pháo chung hồi đó của mình á. À. Cái pháo mà nó dạng nhưng mà dài cứ như pháo này mà cây dài phải không? Pháo đại thì nổ là tét tay á. Pháo chung mà tét tay rồi. Cái này nổ kế bên là muốn chết rồi nè. Cái này thì nó không có ảnh hưởng công phá mạnh nhưng mà mấy cái pháo kia nó công phá mạnh. Nói chung là tét tay rồi, đừng có nói gì. Cầm trên tay là nấy á. Tét tay lao tay luôn hả? Chảy máu á. Tiếu nhiều công nữa luôn. Hấp lực. Ê, vẫn còn pháo mốt nè. Pháo mốt, đốt dụng xong đi sao? Đốt dụng xong. Đi dụng xong thử coi nó gì không? Đừng dụng người nữa, tao sợ lắm. Dụng không kịp đâu, cỡ 3 mét nó nổ rồi. Dụng kịp đâu. Dụng xong á, đốt dụng xong. Mới dụng vô chị Ngọc rồi có kịp đâu. Tao chơi pháo mốt được, sao? Được nhiều người xem vậy? Không, quẹt đâu. Được. Anh hãy chụp người giờ ấy là tụi nó đi ngủ hết rồi. Giờ là giờ đi ngủ mà. Quăng tét tay á. Tiếu bạn. Không đốt dụng xong thôi. Không có đâu kẹp hết trơn à, quăng kẹp chưa à. Hai không quăng xuống kẹp là tét tay á. Anh chị đó bị tét tay là tao bị đốt tét tay. Vậy hả? Pháo mốt, giờ chơi tới pháo mốt. Để chơi pháo hồi nãy nổ dây đây. Có mấy trái thì nó không ấy. Hồi nhỏ là đi mốt cái mấy pháo này về chơi. Đây. Cho ý thức đúng không? Quét luôn cho thằng khác. Má nhiều quá vậy. Sầm rác đâu? Ra kia coi có thằng trời. Đây. Ê đằng kia kìa. Anh ta đi đổ cho. Nhiều quá vậy. Mai làm quả pháo hả? Đổ vỡ kìa. Nổ điếc tay ghê luôn. Nó vẫn còn chơi.
Đứa nào yếu tim mà làm phát chắc chuyển diện luôn á. Không có đứa nào mắt trái đang nín. Trái ngủ mà. Mày nghĩ sao nước nổi ba? Nước đâu? Mình chụp cái đáp tim của nó lại nhau. Ờ, đi đi thơ, má, còn đốt nữa. Này là giờ mới là tuổi thơ chơi pháo mốt nè. Đi thơ đụng mày ba bốn viên thôi, nó mới cháy, mày để con đóng rồi nó không có cháy được đâu. Up clip lên YouTube được Facebook sao vậy? Mày ở Trung Quốc mà. Ở Trung Quốc đốt pháo thì được. Chống chỉ định ở ở Việt Nam. Ê nó cháy, nó cháy. Chưa. Mấy cái này hơi đậm. Đẩy xuống lên hậu đi. Chưa, chuẩn bị về. Đứa nó đang đốt pháo nè. Nó chơi ngu bột gì. Mày nhìn khác rồi, ông chó. Đây nè. Kìa kìa, mày dưới đây. Ở đây đâu viên viên không? Nghe ẹ ẹ. Viên viên đâu rồi, viên viên rồi, chỉ chút gặp thôi. Nó nhẹ cậu rồi. Ủa đứa khổ kìa. Chạy chạy chạy. Nhìn nó nãy quá. Thôi ấm ấm rồi. Ngủ lâu cho em. Rồi kết thúc tại đây. Không có khóc à? Để mai nghiên cứu coi có còn pháo nào nữa không. Dọn dẹp đi, hút cho hết. Hút cho hết rồi ta. Gì nữa hả?